thì bây giờ anh em tụi em đang tiến hành cuộc hành trình để bàn giao chiếc Daewoo Lanos sản xuất đời 2001 này về cho một anh trai ở Bình Phước nha quý anh chị. Đây là một cung đường đang tiến thẳng vào Cát Tiên. Cát Tiên xong rồi mình sẽ chạy ra Phước Cát và sau bọng thì ra quốc lộ 14 không ta? Không phải đâu, quốc lộ 14 không? Để tiến thẳng về lại Bình Phước. Một khung cảnh buổi chiều. Khu vực xung quanh đây thì dân ở đây người ta cũng trồng lúa rất là nhiều nha quý anh chị. Lúa rồi trồng khá là nhiều. Con bò đó bằng cái xe hơi á. Tiền không với chiếc Daewoo Lanos em chỉ lên sóng trong vòng chỉ có đúng 10 phút thôi là con xe này đã chốt cọc về Bình Phước. Xe chạy rất ok chị ha. Đó. Giá thì chỉ bằng một chiếc xe Honda thôi. Tập chạy tập lái. Che nắng che mưa, đặc biệt đi tán gái ok luôn cả nhà ơi. Rồi em quay khúc đường này thôi, tí em vô thị trấn em quay nha. Tí lên là quay dốc 5 cây đi trước giờ chưa có làm clip cái dốc 5 cây. Vâng, hiện tại thì em đang có mặt tại ở thị trấn Phước Cát, Cát Tiên ha anh chị ha, Lâm Đồng. Và em đang tiếp thêm nguyên liệu để tiến thẳng về lại Bình Phước trong buổi chiều ngày hôm nay cho khách hàng luôn ha. Chiếc xe này thì mới vừa lên sóng thôi là đã bán cho một anh trai rồi, rất là nhanh, chỉ 10 phút thôi nha quý anh chị. Và bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng theo cuộc hành trình của em tiến thẳng về dốc 5 cây. Mời đây đem bạn nha. Tổng xài 83 cây. Đi bên này đó, đúng rồi đi bên này. Cửa dịch là có cái chốt ở đây. Đó, bữa hôm qua đây em bị hút ở đây nè. Em thường hay không cho nó. Nó kêu đi qua là cách ly 14 ngày. Xác định vừa qua là đi 14 ngày. Đợt mà chưa chích. Đây lên dốc 5 cây. Đây là đoạn đường dốc 5 cây nha quý anh chị. Dốc này thì vừa rồi có một vụ bị sạt lở đèo. Sạt lở rất là ghê. Năm mới. Đường này xưa nó chưa làm đi mới kinh khủng. Được đi mấy lần thì hãi luôn. Đi chỉ có xe lớn qua được, cái xe ô tô, xe con là thua. Biết cách chạy mới qua nổi, không qua là nằm kẹt luôn. Mấy cái nhà ở đây là nó giống như là nó lứng ở chứ đâu phải là đất mà. Quen biết lứng ở. Dốc này là dài 5 cây số nên người ta gọi là dốc 5 cây nha quý anh chị. Giờ thì đường xá rất là đẹp. Đường của đồ nó xây nó cũng bị sạc. Sạc lớn lắm, tí lên khúc trên sạc ghê.
3 Bình Phước không đó? Đồng Xoài. Quay đường rồi má, má quay gái không vậy? Ra khỏi vòng xuyến vào quốc lộ 14, sau đó trách sang bên phải. Trách sang bên phải. Đi bên phải. Đi bên phải. Đi bên phải. Hai trăm mét nữa, đi bên phải. Đi bên phải. À, bánh bông, bánh hoa. Vì là tình nhân mà. Đi bên phải. Sáu trăm mét nữa, đi bên phải. We'll be right back.